Chào anh em, hôm nay mình lên clip tiếp ha, cho anh em lựa chọn. Hôm nay mình lên điện nha các bạn, hôm nay mình lên thằng điện. Anh em thấy vừa ý ưng ý khi nào thì alo mình, số điện thoại mình ở dưới phần mô tả. Mình lên clip cũng hơi muộn các bạn ơi, công chuyện lu bu quá trời, không có quả mình để lên clip sớm, mình lên cũng hơi muộn. Các bạn thông cảm hơn. Thôi mình vô luôn nha. Đầu tiên là một cây cắt rung. Cắt rung đây các bạn. Đây, cắt rung hiệu Rockwell. Rockwell của Mỹ nha các bạn. Đây nó có 6 cấp tốc độ đây. Có 6 cấp chỉnh lực. Cắt rung, cắt sắt, cắt gỗ, cắt gì cũng được hết nha các bạn. Mình nó chỉ rung không à, nó không có xoay tròn. Rồi, mình gài chưa kính các bạn ơi. Mình gài chưa có kính. Nó đặt cái thế rồi. Rung không à các bạn, nắm được. Rung không à. Các bạn thấy nó cắt ngọt chết á. Ngọt chết à. Bạn thấy nó cắt nè. Mình cầm thì không được, nó phải cứng cứng rồi nó cắt. Nè, cái 6 cấp tốc độ nè các bạn, lên nè. Máy cắt rung hiệu Rockwell của Mỹ, cây số 1. $950 nha các bạn, $950. Cái cây số 2 là một cây mài. Mài Hitachi. Đây, cái mài. Mài cốt lớn nha các bạn. Mài cốt lớn về mình để vô, để mua cái lưỡi mài để vô là nó ngay khớp luôn á. Còn mấy cốt nhỏ thì nó phải có cái phen. Đây nó có điều tốc luôn nè các bạn. Có điều tốc luôn nè. Vô luôn nha. Đó. Rồi mình lên tốc nè, lên nè. Điều tốc nè, lên. Trời rất êm nha các bạn. Trời nó kêu là cái này nè. Cái hai cái chén này nó cưa nhau đó.
Máy bay có 6 cấp điều tốc nè các bạn. Máy bay có 6 cấp điều tốc. Mình thì để gọn vậy chứ bạn nào mua mình có chén đồ để chụp đầy đủ nha các bạn. Cái số 2. $700 nha các bạn. Cái số 2 $700. Cái cây số 3 là con máy mài Ryobi. Nó có chén đầy đủ nha, tại mình tháo ra cho nó gọn nha các bạn. Ryobi. Đây, ngoài hình đây Ryobi. Có chén đầy đủ hết nha các bạn. Cái số 3. $350k. Cái số 4 là một cây cưa. Đây các bạn xem ngoài hình. Đây. Lưỡi cưa của nó em nó đây. Cưa Hitachi. Đây nó còn thông số trơn nè các bạn. Lưỡi 185 nè. 1.6 gì 52 bia gì nè. Cái này mình chỉ biết là 185 thôi, lưỡi nó 185. Còn nguyên tem rồi, còn nguyên luôn đó các bạn. Đây. Tem rồi còn nguyên luôn đó các bạn. Nó có nghiêng đầy đủ nha các bạn, nghiêng đây, cao thấp rồi đây, có đầy đủ luôn á. Có thắng luôn đó. Đế sắt nha các bạn, đế sắt. Cái số 4. $500 nha các bạn. Cái số 4. $500. Cái số 5 cũng cái cưa luôn. Cưa cũng Hitachi luôn. Đây. Cũng y như cây kia. Chan cây kia luôn. Mà lưỡi hơi xấu hơn chút, lưỡi nó hơi đen hơn chút chứ cái này về cưa một hai miếng gỗ là nó sáng lên nữa các bạn. Mà cái này nó là mâm nhôm. Đây lưỡi đây, lưỡi là phải nó là còn nguyên luôn, không có hư răng nào hết trơn các bạn. Còn nguyên luôn á, lưỡi là còn nguyên luôn. Chép máy nha. Cái số 5. Cái này nó hơi ấy hơn thì mình 470. Cái số 5 470.000 nha các bạn. Mình không phải lên đâu mà tại là bãi bây giờ nó lên dữ lắm các bạn ơi. Bãi giờ nó lên. Đây 470. Cái số 5. Cái cây số 6 là một cây cắt ti. Một cây cắt ti nha các bạn. Cái chui này chắc nó không ăn điện quá. Chui này ngày mai mình sửa lại các bạn ơi.
thôi cái cốc ti này ngày mai mình lấy lại các bạn. Đây cái cốc ti ngoại hình em nói đây, cốc ti này Hitachi cốc ti nha các bạn. Bạn nào mua cây này thì mình tép qua Zalo cho. Giờ cái chuôi này nó hơi ấy rồi, ngày mai mình thay lại, thay cái dây này lại. Cây cắt ti, cây số 6, cây số 800 nha các bạn, 800. Bạn nào mua mình tép qua Zalo cho. Bạn nào mua tép qua Zalo. Cái cây số 7 là một cây cắt sắt lưỡi hợp kim. Đây các bạn, đây cắt sắt lưỡi hợp kim, đây lưỡi, đây lưỡi, đây các bạn. Nói chung là lưỡi là còn nguyên luôn á. Makita. Lưỡi rồi là còn ngon lành luôn các bạn. Model của nó bây giờ nó mất cái ráo rồi, mà thấy lưỡi này cũng hơi bự đó các bạn. Lưỡi này chắc 160 á. 160, 165 gì á, cũng bự lắm. Mình test luôn nha. Đây. Có thắng luôn rồi nha các bạn, thắng luôn, ngon lành luôn đó. Cắt sắt lưỡi hợp kim. Đế này như đế inox hay gì, nó lắng lình nè các bạn ơi. Đế inox hay gì á. Nó không phải nhôm mà làm gì nó sáng giới nè, lắng lình nè. Máy cắt sắt cây số 7, 700k nha các bạn, 700. Cái cây số 8 là một cây cưa, nó mất tem hết đó rồi, cây cưa lưỡi 165. Cái lưỡi này nó mình quên dặn vô rồi các bạn ơi, nó hơi sụp xịt nha các bạn, nó hơi sụp xịt. Mình tép má cho các bạn thấy là cho nó chạy thôi nha. Đây đế của nó này, ngoại hình còn rất ngon các bạn. Mình tép nó chạy thôi, nó chắc nó hơi khô đó, bởi vì cái lưỡi nó chưa cứng. Mình quên kiểm tra này, cái đó à. Cái này nó chưa cứng nha các bạn nè. Con ốc này mình chưa quên siết vô, rồi cây số 8. Bốn trăm năm mươi k nha các bạn, 450k. Cây số 9. Đây. Đây, cây số 9, model của nó đây coi. 100V, 50 đến 60 Ampere. 4700 vòng. Lưỡi của nó từ 180 đến 190 là trong khu vực đó, là 180, từ 180 đến 190 mình xài lưỡi là ngọt, 185 rồi là vô ngay. Đây các bạn, màn hình nữa đây, lưỡi đây, răng là còn là ngon lành luôn nha các bạn.
đế rồi này ngon lành luôn á, đế sáng rực luôn á, nó linh nè, đế nó bằng đế gì đâu á, ai mi nhân ai miết gì thường thường nó kêu đế gì đó cái gì đó, nó linh nè. Đây mình test nha các bạn. Cây súc chín. Bốn trăm bảy ngàn các bạn. Súc chín. Cây số 10. Đây. Đây, lưỡi của nó đây. Lưỡi nó hơi xấu, cái này mà về cưa cưa một hai nhát cây cái là sáng rực lên liền. Đây. Lưỡi 165. Đế sắt. Đầu nhật mà cái đế của nó, đế sắt của nó vậy chứ lên biết chừng nào hư các bạn. Nè. Càng đẩy càng sáng. Càng cưa càng sáng. Cây số 10. 450k. Cây số 10 450k nha các bạn. Cây số 11 là một cây Makita. Cây Makita đây. Model của em nó đây. Lại dưới đó đó, giặt ra bỏ dưới đó. Lưỡi là còn nguyên luôn nha các bạn. Makita có nghiêng đồ đầy đủ hết đó luôn á. Toàn bộ điện này là chạy 100V nha các bạn. Toàn bộ là điện 100 không á. Đây. Thắng đồ ngon lành. Thắng ngon lành luôn á. Đấy, cái số 11 nha đây. Số đó mấy? Số 11. 450k. Đây. Đây là cái bộ lưỡi cắt rung nè các bạn. Cái máy cắt rung hồi nãy này có lưỡi cắt sắt, lưỡi đồ cắt đầy đủ hết nha các bạn. Đây lưỡi cắt sắt đây. Còn lưỡi cắt gỗ đây. Cắt gỗ đây. Mình muốn cắt cái gỗ mộng rồi có luôn, mộng muốn mộng cỡ mấy phân có luôn đó các bạn. Nó chỉ rung không à, đó nó rung vậy nó phét xuống thành cái lỗ mộng. Mình khỏi đục. Cầm vô cái đục còn cái này cắt rung phét xuống rồi bên đây rung phét xuống rồi. Khét bốn bên rồi nại lên luôn. Cắt lỗ rất là dễ nè các bạn, nó rất là nhiều cỡ. Rất là nhiều cỡ luôn nè các bạn. Đây. Rất nhiều cỡ. Rồi 2 lưỡi, 4 lưỡi. Nó 6 lưỡi rồi các bạn. 6 lưỡi. Bạn nào mua máy cắt rung rồi là có cần mua cái bộ lưỡi này là mình bán luôn. 170 ngàn bộ lưỡi này. Đây, ổ điện đây. Đây, ổ điện đây các bạn. Đây, các ổ điện này nó hay cái chỗ là dây mình ghim vô. Nè, dặn lại nghe kêu nè các bạn. Đó, kêu cái cọc rồi là nó dính luôn nha các bạn, dính luôn à. Không có xúc. Khi muốn cần ấy thì mình phải nghiêng dặn trở ra là nó giật ra.
ghim vô, dặn lại, rồi, mần luôn, khỏi, không có xúc được, không xúc nghe các bạn. Mình phải dặn lại, mới rút ra được. Đây, ổ điện nè, ổ điện của Nhật cái chế vậy đó các bạn. Đây, ổ điện, cặp. Một cặp vậy á, 150. Một cặp là 150 nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì alo mình. Ổ điện Nhật là khỏi nói rồi, nó không có dây về, mình nối dây vô là xong. Nó hay cái chỗ là mình ghim vô vậy, dặn trở lại là rồi, cứng ngắt luôn, cứng luôn. Dặn trở lại mới rút ra được. Nó hay chỗ đó đó các bạn. 150 một cặp vậy. Đây. Cặp vậy, 150. Mình về có số lượng bạn nào alo mình thì cần ổ điện thì mình có. Thôi clip mình nay có nhiều máy à các bạn ơi. Bạn nào thấy ưng ý cái nào thì alo mình. Số điện thoại mình dưới phần mô tả. Thôi cảm ơn các bạn nha. Chào.